Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, trong không khí vui tươi, phấn khởi, những ngày đầu năm mới, các địa phương trong tỉnh Hưng Yên đã đồng loạt ra quân tổ chức Tết trồng cây với hy vọng năm mới mang nhiều sức sống, phát triển mới cho địa phương, đất nước như lời phát động của Bác Hồ vào Tết trồng cây mùa xuân năm Canh Tý 1960. Cho đến hôm nay, tinh thần của Tết trồng cây vẫn được lan tỏa đến từng người dân, gia đình, địa phương trên địa bàn tỉnh. Gắn bó với cây xanh hơn 20 năm, ông Vông ở thôn Mát, xã Nhân La, huyện Kim Động đến nay đã không còn nhớ rõ đã trồng bao nhiêu cây bóng mát cho địa phương, bởi con số đã lên đến hàng trăm cây. Từ những cây đa cổ thụ trên các sư đồng cho đến hàng lộc vừng, sấu, hoàng yến, xoài, Osaka, tại các con đường trục xã, đường thôn xóm do ông Vông trồng đến nay đều đã xum xuê tán, tỏa bóng mát cho làng quê. Tôi nhận thức một điều rằng là trồng cây để cho người đời, những người nông dân đi làm, lao động, là khi lắng nôi là có bóng mát để nghỉ ngơi, phục vụ lợi ích cho toàn dân, đến muôn đời về sau. Về xã Tân Châu, huyện Quai Châu, không ai không biết đến bà Vừng Cây Giống, bởi hàng năm, bà luôn là người tiên phong đi đầu trong việc ủng hộ các giống cây cho các địa phương, các hội đoàn thể để xây dựng các vườn cây xanh, vườn cây sinh kế và truyền tình yêu cây đến với tất cả mọi người. Đặc biệt, không những phủ xanh tại Hưng Yên, bà cùng gia đình đã mang hàng triệu cây xanh tới các vùng đất khó khăn, nơi biên cương, núi rừng trên khắp đất nước. Cái thôi thúc mình thì chẳng cần tiền, chỉ làm có màu xanh cho nó vui thôi. Thì mình bây giờ cây của nhà mình làm ra thì mình đi làm từ thiện, cho cây thì ăn nhớ mẹ, cho tiền tiêu hết rồi làm gì còn để mà nhớ. Nó thành nghề và nó lưu truyền vạn đại cho đời mình. Có cây đến đời con mình ăn chưa hết, đến đời cháu mình vẫn còn. Từ những tấm gương điển hình như ông Vông, bà Vừng và sự chung tay của cả hệ thống chính trị, tỷ lệ bao phủ cây xanh của tỉnh Hưng Yên trong những năm qua có những chuyển biến rõ rệt, từ những đô thị đến các tuyến đường nông thôn, nội đồng, các không gian công cộng như công viên, công sở, trường học đều có cây xanh tỏa bóng mát. Năm 2023, toàn tỉnh đã trồng trên 72.000 cây các loại, đạt trên 200% kế hoạch đề ra. Tết trồng cây năm 2024, tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát động sâu rộng phong trào trồng cây nhân dân với số lượng cây dự kiến khoảng 24.000 cây. Cùng với đó là tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các vùng chuyên canh cho giá trị cao. Khi có kế hoạch giao chỉ tiêu cho các xã thị trấn, các ngành đoàn thể, thì huyện chúng tôi vừa quan tâm đến cái chỉ tiêu giao là trồng số lượng cây, vừa quan tâm đến cái việc bảo vệ và chăm sóc cây để cho cây sống và trưởng thành. Huyện Văn Âm cũng đã tích cực phát động, tổ chức thực hiện phong trào trồng cây nhân dân, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch năm 2024 khoảng 4.500 cây xanh. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Một mùa xuân mới, một mùa Tết trồng cây mới đã đến, mang theo sự phát triển, sức sống mới đang nảy mầm xanh tươi và hơn hết là môi trường sống xanh, trong lành của mọi người, mọi nhà. Tình yêu với cây xanh của mỗi cá nhân, mỗi tập thể sẽ giúp cho màu xanh ngày càng được bao phủ trên mỗi tuyến đường từ thành thị tới nông thôn của tỉnh Hưng Yên, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do chính phủ phát động.